yêu đời. Chúng ta tiếp tục nha. Và chúng ta sẽ quẹo vào con đường Trịnh Văn Cấn. Trước khi quẹo thì chúng ta nhìn lại con đường, nhìn lại ngôi trường ngày xưa của mình ha, với kiến trúc như ngày xưa và những cái chữ ở trên nó. Theo lời chia sẻ của cô chú anh chị và các bạn thì ngày xưa có chữ hoa nữa. Quan cảnh cái kiến trúc của ngôi nhà có gì khác so với ngày xưa không ha? Chúng ta nhìn lại con phố mình vừa đi qua. Rất là ngắn thôi, chúng ta đang đứng ở giữa đường nè. Và bên kia là những cái cửa hàng bán đồ điện. Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị bạn cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là đường Nguyễn Thái Học, giao với Nguyễn Thị Nghĩa, và nơi đây có giao lộ Phạm Ngũ Lão, và bên kia đó là công viên 23 tháng 9. Và theo hướng thẳng camera chúng ta sẽ đi về đường Lê Văn Duyệt. Và nơi đó có ngã sáu Phù Đổng, rồi ngã sáu Ngô Tuần Châu, một bên Ngô Tuần Châu ngày xưa đó, rồi ngày nay là Lê Thị Riêng. Và theo hướng này chúng ta sẽ đi về phố Tây Bùi Viện nè, chợ Thái Bình. Và thẳng hướng này mình sẽ đi ra Sài Gòn, ra chợ Bến Thành, theo con đường Phạm Ngũ Lão này, và đi phía sau cái trường nữ sinh ngày xưa đó, trường ngày nay là trường Salomon, và nơi đó có rạp Viên Hồng đó. Đây là phía sau ha. Rồi hành trình hôm nay em sẽ dẫn bà con mình chúng ta cùng đi một dọc con đường Nguyễn Thái Học này, và mình cùng đi đến cái địa chỉ nhà số 20 Trịnh Văn Cấn, mà ngày trước cô chú anh chị đã comment rất là nhiều, và hôm nay chúng ta lại có dịp cùng nhau đi lang thang ở trên con phố Nguyễn Thái Học này. Rồi mời các anh chị và các bạn chúng ta cùng đi nha, để mình xem coi hình ảnh Sài Gòn ngày hôm nay so với ngày xưa thì nó như thế nào. Và nhân đây chúng ta cùng cập nhật một số hình ảnh để khi mà các anh chị và các bạn có dịp đến Sài Gòn thì mình cũng có thông tin để chúng ta tham khảo ha. Và đi thẳng hướng này mình sẽ đi đến đường Trần Hưng Đạo và một cái đường Bùi Viện, một con phố Tây rất là sầm uất. Chúng ta nhìn qua bên đường thì có một cái dãy nhà cặp theo cái ngôi trường nữ sinh ngày xưa, và nơi đó cũng có rất là nhiều cái shop như là Thế Giới Di Động nè, cell phone, Thế Giới Di Động, một cái siêu thị điện thoại lớn nhất ở Sài Gòn đây. Và kế bên thì có cửa hàng cell phone, Bit Digi World, và những cái quán trà sữa Highland Coffee. Và chúng ta đang đứng ở đây là Liên Hiệp Hợp tác xã Thương mại Sài Gòn Co-op, kế bên cái tòa nhà này thì chúng ta có một cái cư xá thời xưa nè. Bây giờ là cái ký túc xá của Đại học Y Dược. Những ai học cái trường dược, trường Đại học Y Dược ha, học làm bác sĩ, y tá rồi đó, thì chúng ta sẽ ở cái
ký túc xá này. Và có lẽ ngày xưa ở đây là một cái cư xá. Chúng ta đi tiếp tục ở trên những cái cung đường, những cái vỉa hè rất là rộng ở đây. Và mình đi cùng dòm ngó quang cảnh, rồi những cái ngôi nhà xưa, những kiến trúc xưa. Hello. Giống như mình đang đi về một cái nơi mà chúng ta đã từng có thời gian gắn bó. Và cái đường này bây giờ có rất là nhiều cái ngân hàng ở trên con đường Nguyễn Thái Học này. Như ở đây chúng ta thấy có cái Sacombank. Ở đây nhà lớn không à. Những ngôi nhà ở đây thì có giá rất là cao, có thể nói là triệu đô. Và khu vực này thì có cái đường Bùi Viện, có rất là nhiều cái khách sạn. Và chúng ta đến đây là giao lộ của đường Nguyễn Thái Học và Trần Hưng Đạo rồi nè. Chúng ta nhìn thấy cái sạp trái cây ở trên con đường Nguyễn Thái Học này, sạp Lâm Tuyền. Và Sài Gòn hôm nay rất là không khí rất là dịu, không có nắng. Sáng nay thì có mưa lất phất, chắc có lẽ ảnh hưởng của thấp nhiệt đới. Hôm nay là ngày nghỉ lễ ở Việt Nam, nên thành ra chúng ta thấy đường xá hơi vắng. Mặc dù vắng nhưng mà cũng rất là đông ha. Nhưng mà so với ngày thường thì vắng, còn so với ngày xưa không có đông như thế này. Rồi theo hướng này là mình sẽ đi về chợ Bến Thành nè, theo con đường Trần Hưng Đạo. Và nơi đây có trường Nguyễn Thái Học. Chúng ta thấy những ngôi trường Nguyễn Thái Học, ngôi trường ngày xưa nè. Ngôi trường này thì không có lớn, chỉ nằm ở cái góc đường này thôi. Theo cái kiểu kiến trúc xưa, không có nhiều tầng, chỉ có một tầng thôi. Rồi chúng ta tiếp tục đi qua bên kia đường nha. Là mình sẽ đi qua bên con đường Trịnh Văn Cấn. Và chúng ta thấy đây là giao lộ Bùi Viện và Trần Hưng Đạo. Nơi đây có rạp Nguyễn Văn Hảo. Ngay góc đường này có một cái căn nhà rất là giống với cái kiến trúc của căn nhà ở ngoài Hàm Nghi với lại Hồ Tùng Mậu đó. Cái kiến trúc ngân hàng ngày xưa đó. Nhưng mà ngày nay thì không phải ngân hàng ha, mà nó là cái quán coffee. Nhưng mà bây giờ thì bỏ trống luôn rồi, bỏ quan. Không phải bỏ quan mà để trống, chưa có người thuê. Rồi chúng ta sẽ đi qua đường theo cặp cái con đường Nguyễn Thái Học này. Thì xe rất là đông, không biết qua kịp hay không. Rồi chúng ta chạy thôi. Qua đường ở Việt Nam thì nói chung là cái gì đó rất là như là cái múa giỏ vậy đó, múa qua múa lại cho tôi qua đường. Không, mình lại đằng kia đi. Bên đây là con đường Hồ Văn Ngà, Lê Thị Hồng Gấm, cặp phía sau ngôi trường
sau trường Hồ Quý Thái Học. Và chúng ta đi qua đường bên đây, bên đây luôn, để xem cái chú bán bánh, chú bán bánh bánh nóng, chú hay múa múa ở Sài Gòn, một cái hình thức gây ấn tượng để bán hàng, gây sự chú ý. Đó, chúng ta nhìn bên kia là ngôi trường Telemann. Ngày xưa là trường nữ sinh rồi. Ở đây hơi xa nên mình nhìn thấy không rõ ha. Rồi chúng ta tiếp tục. Tiếp tục đi trên con đường Nguyễn Thái Học, và phía bên đây chúng ta sẽ bên tay trái mình sẽ con đường Hồ Trịnh Văn Cấn. Đây là cái chú bán bánh ống, chú hay múa lắm. Yêu đời. Rồi chúng ta tiếp tục nha. Cái bài hát này giống như là cái nỗi lòng của chúng ta, nhớ về một cái Sài Gòn, một cái buổi chiều nào đó mình cùng dạo bước ở trên con đường này và đi đến ngôi nhà của chúng ta. Và nơi đây là đường Hồ Văn Ngà năm xưa, với những cái cửa hiệu bán giày dép nổi tiếng, nhưng mà ngày nay thì không còn quá nhiều cái sạp giày dép nữa ha. Và phía sau đây là của đây là phía sau của ngôi trường, với hình ảnh của một cái chú bảo vệ trường, và chú đang quét dọn, quét xiết sơn một cái ngôi trường mới, cho ngôi trường nó mới để chuẩn bị cho một cái năm học mới rồi. Và ngay góc đường này, cái căn nhà này hôm bữa chúng ta thấy trống, bây giờ người ta đã đập ra rồi ha, và bây giờ xây lại mới rồi nè. Sắp tới đây sẽ có một cái building mới ở đây, không phải building mà có lẽ là căn nhà lớn ở đây. Một lần nữa mời cô chú anh chị chúng ta cùng nhìn lại cái ngôi trường ngày xưa, đó là trường Minh Đức. Khu vực này thì có rất là nhiều trường, trường Minh Đức, trường Bồ Đề, đây là trường Đồng Khởi đằng kia ha, trường Xanh Xanh, kế cái nhà thờ. Và chúng ta sẽ quẹo vào con đường Trịnh Văn Cấn. Trước khi quẹo thì chúng ta nhìn lại con đường, nhìn lại ngôi trường ngày xưa của mình ha, với kiến trúc như ngày xưa và những cái chữ ở trên nó. Theo lời chia sẻ của cô chú anh chị và các bạn thì ngày xưa có chữ hoa nữa, nhưng mà ngày nay thì không còn ha. Dạ. Rồi chúng ta tiếp tục đi quẹo qua con đường Trịnh Văn Cấn để đi đến số nhà số 20 Trịnh Văn Cấn. Với con đường này thì không có quá dài, chỉ vỏn vẹn chừng khoảng 200-300 mét thôi. Thì hôm bữa em đã đi đến con đường này và nhìn lại ngôi nhà khác, và hôm nay chúng ta cùng nhìn rõ hơn một cái căn nhà khác. Có lẽ cái nhà nằm bên tay trái thì sẽ nhiều hơn một cái nhà dãy nhà bên tay phải. Bên tay phải thì không có nhiều nhà ha. Bên tay phải thì có những quán cà phê, rồi phòng cảnh sát giao thông, rồi cái phòng khám. À.
căn nhà số 20 thì nằm ở đằng kia. Để mình xem coi ngày nay cái quang cảnh, cái kiến trúc của ngôi nhà có gì khác so với ngày xưa không ha. Chúng ta nhìn lại con phố mình vừa đi qua. Rất là ngắn thôi, chúng ta đang đứng ở giữa đường nè. Và bên kia là những cái cửa hàng bán đồ điện, rồi cái quán spa. Và ngôi nhà số 20 là ngôi nhà Hằng Bảo, có biển hiệu tên là Hằng Bảo nè. Rồi, mình sẽ dừng lại và nhìn lại căn nhà rõ hơn ha. Để em zoom lại nha. Mình sẽ nhìn từ ở dưới lên trên lầu. Phía dưới thì có một cái khung cửa bốn cánh. Và lên lầu 1. Rồi, lầu 2. Nhà này cũng rất là cao nè, lầu 3. Và sân thượng ở trên. Lầu 4 là mấy sân thượng ha. Đây là công ty sản xuất thương mại dịch vụ Hằng Bảo. Rồi chúng ta sẽ đi một đoạn nữa, sẽ là đến cuối đường. Rồi mình sẽ chia tay, tạm dừng video ngày hôm nay tại cái vị trí giao lộ Gia Sinh và Trịnh Văn Cấn. Nhân đây thì em cũng xin chúc các anh chị và các bạn cuối tuần thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc. Thì ngay vị trí đầu đường này thì có một cái căn nhà bán đồ điện rất là lớn. Đó là căn nhà rất là đẹp. Chúng ta sẽ qua đường và nhìn lại căn nhà này nha. Thông qua đây thì những cô chú anh chị nào có những cái kỷ niệm về khu vực chợ dân sinh thì cho em xin cái comment nha. Chúng ta đang ở giao lộ nè. Và đây căn nhà mà em nói đây đẹp nhất ở cái đường Trịnh Văn Cấn này. Đường nhà bán đồ điện. Rồi chúng ta nhìn lại con đường và nói lời tạm biệt các anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo nha. Cảm ơn bà con đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng Vinh Lâm TV.